đi xem phim ma một mình, cô gái bất ngờ bị vong nhập, gào khóc trong rạp phim khiến mọi người sợ hãi. Theo lời kể của chủ nhân đoạn clip, cô gái trong video đi xem phim ngồi một mình ở hàng ghế rất gần màn hình. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi nữ chính trong phim bị ma nhập thì cô gái này cũng bỗng hét lên rồi hành động vô cùng khó hiểu. Nhân viên an ninh đã xuất hiện ngay lập tức và mời cô gái ra ngoài. Nhưng lúc này dường như cô gái không còn là chính mình. Cô liên tục vùng vẫy và nói một thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Đáng sợ hơn, khi một người bảo vệ lấy tay ấn vào đầu cô như hành động của cha xứ trừ tà, thì cô gái này lại càng gào thét to hơn. Có vẻ như một thứ gì đó đã thực sự nhập vào nữ khách hàng này. Rất nhanh sau đó, cô gái ngất xỉu, nhưng lúc này hai bảo vệ to cao của rạp phim cũng không thể nào khiêng cô rời khỏi hàng ghế. Nhiều người đã lại gần cố gắng giúp sức cho nhân viên rạp phim và phải mất một khoảng thời gian khá lâu sau đó thì cô gái mới được mọi người mang ra khỏi phòng chiếu. Rất nhiều khán giả trong rạp phim đã kịp lấy điện thoại ra quay và đăng câu chuyện kỳ lạ này lên TikTok. Nhiều người đã để lại bình luận lo lắng như: có thể trong rạp có vong. Tôi cũng từng gặp trường hợp như vậy, một người đàn ông xem phim ma rồi cũng bị nhập y hệt. Sợ quá, đang tính xem phim ma một mình luôn á. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều người khẳng định đây chỉ là một trò diễn lố lăng của cô gái. Ma nhập nhưng vẫn ngoan đạo, phải kéo cái khăn trùm đầu lên để không lộ tóc hả? Ma này gọi công an phường tới là hết nhập ngay. Phim ma nào mà lại để cho con nít xem như thế? Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này và đã từng gặp những câu chuyện tương tự như vậy hay chưa? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho chúng mình biết với nha.